Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì có vài đứa em kiểu top 1 ESU nổ gáy mình các bạn ạ. Anh Cường Lao không biết bắn ESU. Thì khi nào anh lên làm clip anh sẽ bắn ESU để em xem như nào. Thực sự các bạn ạ, top 1, top 2 hay là top ESU thì mình không cần biết. Được rồi, thì hôm nay thì anh sẽ cho các em biết được rằng là ngoài Nagrod và những vị tướng khác ra thì ESU trong tay anh rất là tốt nhá. Và clip này thì mình sẽ dành tặng toàn thể tất cả các bạn khán giả một clip ESU gọi là best ESU, và chắc chắn rằng top 1, top 2 ESU nhìn vào clip này nó sẽ phải há hốc mồm. Đấy. Và trước khi để về những clip siêu phẩm thì các bạn đừng quên rằng nếu các bạn nào có nhu cầu mua nick thì hãy nhắn tin vào số Zalo của mình các bạn nhá. Rồi, cái thằng này, cái gì đấy, cái thằng Caffeine này, xác định nó sẽ fit với mình tầm 100 màng trận đấu này luôn, mình khẳng định các bạn một điều luôn. Đấy. Rồi, các bạn nhá, là giống như clip trước các bạn xem ESU ấy. À, là mình có một cái cách bắn đó chính là không cần phải trúng. Đấy, mà cần trúng thì sẽ cần trúng, và không cần trúng thì sẽ không cần trúng. Đấy, và mình sẽ không cần phải trúng nhiều đâu các bạn ạ. Đầu game các bạn trúng nhiều làm gì? Trúng nhiều để cho team địch nó đề phòng các bạn thôi. Cho nên chơi ESU các bạn quan trọng nhất là cái chiêu hái chốt hạ đấy. Cần như vậy trúng, cần phải trúng, dọa nó để cho nó biết à cái thằng này ESU gà thế. Cho nên nó sẽ chủ quán các bạn ạ. Được rồi, các bạn hãy xem mình nhá. Thằng cá Penny mình sẽ giết nó các bạn xem như thế nào. Đây rồi, dọa là chính các bạn nhá, pha này dọa là chính, không cần phải trúng, cần như phải trúng cái pha đấy đấy, dọa nó là chính các bạn nhá, và cho nó biết được rằng là Cường Lao sẽ rất gai pseudo game các bạn. Các bạn phải xem hết clip này các bạn mới biết được tại vì sao Cường Lao lại dám đáp lại thử thách cầm ESU để làm clip cho anh em luôn. Bình tĩnh anh em ạ, chuyện gì không ở đó, cứ đặt hai cái bầy thật là an toàn ạ. Rồi chúng ta sẽ phá cái đá. Rồi thằng Mina thì đang hỗ trợ cho mid cho nên mình không quan tâm, đường rồng thì mình sẽ chắc chắn là thẳng đường rồi. Đấy, thằng Cavani đây đây này các bạn này. Đấy, một phát đấy, dọa nó chỉ cần đúng một phát thôi các bạn ạ. Bắn cho nó biết được rằng là tao bắn mới chết Ronaldo Mina. Đấy các bạn phải hiểu như vậy. Rồi, tiếp tục lướt một phát, hai phát các bạn nhá. Đấy. Những lúc nào cần kiểu đe mặt là mình sẽ đe mặt. Rồi, lao lên. Ôi Mina lao lên bắn thương. Ôi giời, tìm địch ăn hàng nhưng mà nhánh vậy các bạn. Rồi, thằng Cavani các bạn đánh giữ vị trí rất tốt các bạn nhá. Rất là hay. Cavani đánh giá cao về cái sự giữ vị trí rất hay. Rồi mình sẽ ra phán tiếp bao lính các bạn nhá. Đây cái pha này, đây bắn luôn. Đây các bạn xem này, thể hiện trình độ ESU này. Một pha từ không cần trúng cái pha này. Ờ cũng không có. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Này này ta mày cho anh đi. Trời, không phải các bạn cứ thông cảm cho mình, cái phá vừa rồi mình vừa đi vệ sinh về thì thằng cu em nó cầm mình cầm cái máy chơi anh em ạ, thông cảm giúp mình cái phá để nhá. Đấy nhưng mà thực sự không sao, mấy cái phá mình cướp mày nhanh mày ăn được hàng đấy các bạn ạ, chứ không phá để toán đấy, phá này chết thì đúng mới nhục mặt lắm anh em ạ. Đúng, hợp lý. Thôi hy vọng anh em đừng cái phá này, chẳng quá thằng cu em này lần sau đừng có cầm máy của anh chơi nhá. Anh đang làm clip đây cho các bạn, bây giờ em cầm như vậy là nguy hiểm đấy, rất là nguy hiểm đấy các bạn nhá. Rồi không sao các bạn nhá, thực sự là cái pha vừa rồi thì là lỗi thằng của em mình cầm thôi, bây giờ mình mới thực sự chơi ESU các bạn này. Rồi không sao các bạn, một màng thôi, hiện tại thì team mình khá là xanh. Rồi thằng Mina mình sẽ cầu rìa nó bằng những đòn đánh thương trước, khi nào đủ máu thì mình sẽ cầu rìa. Đây rồi, la lên chiêu hai quả này trật trổ chứ các bạn, thì đẳng cấp chưa, bắn phải đẳng cấp như vậy chứ. Đấy, kết liễu bằng chiêu hai các bạn nhá, như mình đã nói rồi. Đấy, đầu game thì mình sẽ để cho team địch biết là rằng à cái thằng ESU này có biết chơi đâu. Đấy, chẳng hạn như pha này này, cần chết là sẽ trúng. Đấy, pha này không chết thì sẽ không cần trúng. Rồi, pha này chết thì sẽ trúng này. Cần chết là sẽ trúng, các bạn thấy chưa đấy. Các bạn thấy chưa ạ? Nếu mà mình trúng cái pha đầu tiên không chết thì nó sẽ đi về. Đấy, và cái lý do thứ hai tại sao nó lại không về, bởi vì nó biết mình đầu game mình bắn rất là ngu. Đấy, cho nên là một cái sự chủ quan các bạn ạ. Từ giờ trở đi mình bắn chết nó luôn. Đấy các bạn nhá, từ giờ đi mình sẽ bắn chết, các bạn hãy xem này. Các bạn hãy xem từ giờ đi trừ đi thì mới tính là best ESU các bạn nhá. 302 rồi, rất là mạnh, và mục tiêu của mình không quên rằng sẽ ăn cái trụ đấy các bạn nhá. Kệ, chó nó rệt đi, chó nó rệt cái đu đi, không cứu đâu, ăn cái trụ là rồi, được rồi, ngon lành.
Đấy, bắn ra ta đi, thằng nào nữa rồi, kìa, chiếu ba chim cút. Đông đủ tao lên, từ từ các bạn nha, chiếu. Đây, thằng Caffini một phát các bạn nhá. Đấy, cái cân trúng là trúng các bạn ạ. Đấy, không phải nhất thiết là cứ nhà ấy su mà bắn trăm mắt trăm trúng mới chơi làm gì các bạn. Không cần, chúng tôi không cần mình như vậy. Mỗi lần bắn đạn của chúng tôi là phải sẽ có hiệu quả. Đây, cái hàng cái phát này này, một phát ăn đi, ăn hàng đi. Làm cho ăn hàng ở đây, đây, làm đi, ăn đi, ăn đi, làm đi. Nà, không ăn thì mình ăn thôi các bạn, đấy, đơn giản đấy chứ. Đấy, hai phát khi nào cần trúng là sẽ trúng. Đấy, và thực sự là mình sẽ nói quá một chút về tưởng ESU về cách chơi. Thực sự nói chung là các bạn này dư đang chú tâm rất nhiều với cái chiếu hái của mình thôi. Nhưng các bạn đừng chú tâm nhiều. Và các bạn hãy nhìn cách ESU mình sẽ tận dụng vào giai đoạn đầu game. Nó phá trụ rất là nhanh. Mình sẽ tập trung phá những cái trụ. Rồi, cái phá này không cần phải trúng, nhường mảng cho Nakaroth đi, mình không cần phải ăn đâu. Hiện tại có 403 đó các bạn nhá. Rất là sánh như quả chanh thôi. Đấy, và mình vẫn không quên rằng ESU khi mình đẩy cái trụ đường rồng rồi thì mình sẽ tập trung ra phá cái trụ mid này, mình sẽ cắm trại trụ mid này. Khi ở giai đoạn phút thứ 10 trở về thì mục tiêu của ESU sẽ là cầu lìa máu và ăn trụ các bạn nhá. Còn trong clip này do mình quả super pro cho nên là mình ăn được rất là nhiều mảng. Cái gì là mina hay tàu quật mình đi luôn này 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 này, cái thằng mina này tàu quật mình luôn, tàu thách mình lên, lên đây, lên đây, tàu còn chưa bán nhá, tàu còn chưa bán mina nhá. Này này này, kéo làm gì, một mảng các bạn nhá, rất là ngon lành đấy. Vừa nói xong cái gì thích là tốt biển là cái thằng mít kia. Đấy, mình sẽ đứng ở đây với mình cầu rìa màu nó các bạn nhá. Một phát không cần phải trúng. Đấy, để cho nó chủ quan. Phát này mình trúng này. Trúng quái các bạn nhá. Ta ăn ta farm lính thôi. Phát này này. Đấy các bạn nhìn đi, lại farm lính tiếp. Đấy, đơn giản như vậy thôi các bạn nhá. Đấy, đừng xa ở trụ hai để farm hai con lính thì thằng mít nó làm gì đủ tuổi để có thể lăng ngắm và giết mình được các bạn. Đấy, làm gì nào, làm gì nhau, ê lêu. Đấy, và các bạn nhé, đừng quên có bạn nào nhu cầu mua nick thì hãy nhắn tin vào số Zalo của mình nhé. Đấy, đến bây giờ phút thứ 6 rồi, chắc nhiều bạn đang xem clip cương lao chế cương lao ga lắm, nhưng các bạn cứ ngồi ngay ngắn ở đấy. Tại vì sao cương lao lại tự tin chế ESU và đáp lại thử thách đấy là có lý do cả là các bạn ạ. Đấy, ngoài cái việc mình sẽ gánh tinh, đấy nói thì các bạn biết được, các bạn cứ bình tĩnh, tí mình sẽ bắn các bạn thấy, đấy kịch hay đang còn ở phía sau đấy, các bạn cứ bình tĩnh đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tập trung ăn cái trụ đầu của mid đấy. Đường dưới thì tím mình đang hơi thua các bạn một chút rồi, không sao, không vấn đề gì hết. Ta sẽ ăn cái trụ mid bởi vì cái vai trò của ESU các bạn nhé, dưới phút thứ 10 các bạn không tập trung đầy trụ ấy là một cái rất là thiệt thòi với ESU, bởi vì vốn gì rằng ESU là một vị tướng đám trụ rất là to và tầm đánh dài, cho nên là nó ăn trụ rất dễ. Rồi ok, chính thức cương lao lại có thêm một mạng và mình xin nói trước 604. Rồi một bắn đấy, chỉ cần một bắn thôi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy easy chứ, chỉ cần một bắn là có thêm một mảng tiếp. Rồi thằng nào nào, bây giờ mình sẽ bao cái trụ phía dưới này. À, lại thêm một mảng nữa, 704 các bạn nha. Đấy, từ từ. Ôi này, vào cứu. Ôi dồi ôi, hai con bò mà xịt cả hai để này đi chứ, bơ gì. Thằng mít rồi kia la lên đi, mình hỗ trợ cho chỗ hai này. Phá này mình sẽ trúng nhau, trúng. Đấy, không cần phải trúng, đủ đam rồi. Ok, ngon lành cho nát. Đây một cái phá không cần phải hỗ trợ, nhưng thằng Na nó có một cái hỗ trợ tinh thần các bạn nhá. Một cái phá hỗ trợ tinh thần nó rất là tuyệt vời để dành cho Na các bạn ạ. Đấy, trong một trận đấu mà ba cái trụ mình lấy ba cái trụ thôi, dưới phút thứ 10 bắt buộc các bạn phải lấy trụ các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì không biết là gặp thằng nào đây. Rồi mình sẽ đặt cái bầy đây phát. Ôi giời ơi, thái em, tao có tốc biến, phá này. Ôi giời ơi. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, bắn trúng hai cái phái này là áo nghe rồi mà. Ủa kiểu gì ạ? À? Rồi cái pha đây. Rồi một mạng. Ôi giời. Cái pha áo nháy. Rồi từ các bạn nha. Tiếp tục này. Thằng mít của nó. Bạch. Đây các bạn. Hai phát mình sẽ bu lại các bạn. Hai cái pha bu mắt để liền. Từ các bạn nha. Cái pha này combat bình tĩnh thôi. Cầu rìa thôi. Đấy còn hai thằng tánh cơ cứ bình tĩnh. Chứa ba cái đạp. Lùi vì đi thật xa. Đấy. Thì nó lên la bắn. Cứ lao lên la to bắn. Đây rồi. Chiếu hai hồi nha. Đây. Từ đừng đấy, ta ngắm cho hai phát vô bùi cho chắc nào, trùng không, ui rồi không trùng anh em ạ. À, lao lên bật bắn từ cái bọn nó cũng về rồi, xong có mảng tiếp đấy. Từ đấy có thằng mina các bạn nhá. Đấy chứa ba, ui chứa ba này xịt anh em, đẹp thế cơ chứ. Đấy rồi từ Zuka này một phát đấy các bạn, thấy đẳng cấp chưa. Đấy này có hàng 10 năm các bạn ạ. Nó phải đẳng cấp như vậy chứ. Đấy, clip này thực sự mặc dù là nhiều cái phá thằng QS một cấp máy chứ không đến một siêu phẩm các bạn nhá.
đấy sẽ một siêu phẩm danh đẳng các bạn đấy. Chẳng có thằng cu em nhiều khi đang ngồi này đi ra đi, anh đang làm clip thì ngồi đây cầm máy. Nhiều khi mình gãi cái tay phát là thằng cu em cầm cái máy đấm ra nhiều cái phá mù mắt, các bạn thấy như vậy. Đây thằng beat các bạn nhá, la lên các bạn này, chắc chắn chết rồi, không cần phải nhìn, chết đấy các bạn. Đấy mình chơi nó phải khắc hẳn như vậy các bạn ạ. Đấy này đi ra đi, anh nói cho nghe chứ không được ngồi gài tay gài ấy lấy cầm mày anh. Các bạn gần già nó nghỉ anh cương lao ga nguy hiểm này. Cái đấy gọi là cái nguy hiểm các bạn nhá. Rồi ok rồi, thằng du cá này đấy, nhừ rồi bị lừa. Ôi giời ơi, du cá bị lừa. Ok thì mình nghỉ mình nghỉ clip, nói chung là đến đấy thì nói chung khá là xanh rồi, nói chung là bây giờ thì cho cu em mình chơi cùng quý nữa các bạn ạ. À. Thôi rồi thì đáp lại thử thách này thì hy vọng các bạn hãy để lại cho mình một nút comment. Mình với top 1 ESU ai bạn hay hơn các bạn nhé. Các bạn hãy để lại cho mình một nút comment ở phía dưới comment này để xem như thế nào các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip 6 nha. Và tất cả các bạn em mà yêu, bye bye.